Hey, chào các bạn nhé, các bạn Việt Nam đang sống và làm việc tại Nhật Bản. Thì hôm nay mình làm cái chia sẻ cái video visa thăm thân mới nhất năm 2023. Thì vừa rồi đấy mình cũng đã xin bảo lãnh mẹ mình sang chơi, vợ mình sinh hai cháu. Thì thủ tục giấy tờ bảo lãnh visa thăm thân ấy, thì năm 2-3 năm trước ấy thì các bạn có thể tự đến đại sứ quán của Nhật Bản trực tiếp nộp hồ sơ. Nhưng mà những năm tự do là dịch ấy thì là Việt Nam mình có cái chính sách là kiểu như nó có thay đổi, nó bạn là phải qua một công ty môi giới đại diện để nộp hồ sơ. Nên là để mà đỡ mất chi phí cho công ty môi giới ấy, thì các bạn lên chuẩn bị giấy tờ sau. Thì hôm nay mình qua đây mình chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm nhé, kinh nghiệm chia sẻ cái giấy tờ chuẩn bị của các bạn nhé. Nhất là cái số 1 ấy, là cái thư mời. Thư mời thì mấy thư mời với cả giấy bảo lãnh với cả lịch trình ấy thì cho mình để cho một file. Thế mau mình sẽ hướng dẫn chi tiết cái mục 1, mục 3 nhé, từ 1 đến 3 mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách viết. Đấy, còn cái số 4 thì là hộ chiếu người bảo lãnh, thì là các bạn đều biết rồi đấy. Cái hộ chiếu người bảo lãnh thì các bạn photocopy màu. Cái thứ 5 là thẻ gai hai mặt, các bạn cũng photocopy màu cho mình nhá. Đấy, nếu mà gửi ở Việt Nam thì bây giờ qua dịch vụ thì họ bắt scan được, các bạn scan màu cho mình gửi cho họ. Thế giấy xác nhận địa chỉ của người bảo lãnh thì là cái giấy Jumino, các bạn ra xin cho cơ sổ xin nhá. Cái số 7 thì là xác nhận thuế của người bảo lãnh, thì các bạn ra chỗ dê bưu sổ ấy, là cái chỗ mà ở cũng ở sinh nhật cái sổ, thì ra đấy thì mình xin cái nô dê và ca dê. Nếu các bạn nào mà chưa sang Nhật, ở sang Nhật chưa đến 1 năm ấy thì các bạn chưa có nô dê với ca dê thì các bạn xin hi ca dê đấy. Thế còn số 8 là giấy xác nhận công việc người bảo lãnh, thì các bạn lên công ty xin nhé, công ty hiện tại đang làm ấy, các bạn xin cái giấy xác nhận sô mê. Thế các bạn mà không 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 biết thì các bạn cứ ốp cả chữ này ra lên hỏi bọn nó, bảo là giấy xác nhận sô mê. Đấy. Thế còn cái giấy chứng minh tài chính thì một là nếu mà chứng minh tài chính mà người người đi người sang Nhật ấy, nghĩa là bố mẹ mình ấy, anh chị em mình có sang Nhật ấy, muốn chứng minh tài chính thì phải chứng minh tài chính ở ngân hàng Techcombank hay là Agribank gì đấy, thì số dư tài khoản ít nhất là phải từ 200 man, tầm khoảng 200 man gì đấy, 200 man đến 500 man. Nên tốt nhất là theo mình là các bạn lên đút tiền vào tài khoản ngân hàng của mình ấy, trực tiếp tài khoản ngân hàng của mình ấy. Thì các bạn chứng minh bên Nhật dễ hơn, xin cái giấy đấy chỉ mất tầm có 1 sen 100 yên là được cái giấy Yandaka Sume, thì các bạn đút vào tầm khoảng 50 mang trở lên là được, các bạn có thể chứng minh được nhé. Thế mình đã lấy ở ở ra ra ngân hàng của mình xong mình xin giấy đấy. Thế sổ tay, cái số 10 là sổ tay mẹ con hoặc giấy chứng sinh, nếu mà ông hoặc bà hoặc cô chú bác sang thăm cháu thì các bạn sẽ photo hoặc scan cái giấy khai sinh ấy, cái giấy khai sinh của cháu ấy. Đấy, xong rồi thì cho cùng một cái file gửi cho cái công ty mà đại diện cho chúng ta ở Việt Nam ấy nộp. Đấy. Đấy, cái hộ chiếu bản gốc của người được mời thì tất nhiên là cái đấy phải cần rồi, không có cái đấy thì họ sẽ cái đại sứ quán của Nhật sẽ không đóng, không thể chèn ảnh với cả đóng dấu giáp line với cả ấy cho mình vào sổ số được, mình không sang nhà được. Đây cái ảnh 4x5 này thì các bạn cái người nhà mình ấy, xin mình xin cho ông hoặc bà hoặc chú bác đấy phải là có ảnh 4x5 cho dán vào cái tờ giấy tờ khai xin bằng form tiếng Anh ấy, cái bản 13 này, form tiếng Anh này. Ở cái form tiếng Anh này thì mong mình cũng giới thiệu, mình sẽ chỉ cụ thể các bạn cách cách viết như nào. Thì ở đây có mục 13 và mục số 1, 2, 3 mình sẽ chỉ các bạn cụ thể nhé. Cái 14 này là hộ khẩu và giấy khai sinh chứng minh mối quan hệ. Thì bây giờ cái giấy hộ khẩu mới nó không có sổ khẩu như ngày xưa mà là cái giấy hộ khẩu nó gồm có tất cả mọi người trong gia đình rồi thì nó đóng dấu ở cuối, thì các bạn phải xin ở xã, sang xã nhé, thì bảo bố mẹ ở nhà sang xã xin. Cái bản dịch của nó thì mình cũng mong mình sẽ cho các bạn cái file bản dịch, các bạn sẽ có thể download về và đính gửi scan cùng mấy cái gửi cùng mấy cái file chứng minh quan hệ này nhá. Và số 15 này là vé dự chỗ máy bay, thì thực ra cũng không cần đâu, các bạn có thể gọi lên hãng máy bay rồi đặt vé, đặt nhờ họ đặt cái chỗ trước không mất tiền.
nhưng nếu có thể thay đổi được ngày tháng thì họ có thể thay đổi được. Thì qua đây thì mình cứ từ mùng 1 đến mùng 15, đây là visa thăm thân, bố mẹ anh chị họ hàng trong khoảng 3 đời nhé, sang thăm một tuần hoặc là 3 tháng đấy. Thì mình vừa rồi mình sẽ giới thiệu qua các bạn như thế. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết nhé. Chi tiết từ mùng 1 đến 3 là cái giấy thư mời, giấy bảo lãnh, lịch trình thì cách viết như nào, và cái hai là 13 cái form viết tiếng Anh thì mình sẽ giới thiệu qua các bạn đây. Đây đây là cái giấy mời bảo lãnh của mình ép thành 3 file nhé, thì ra tách ra giống nhau thôi. Thì cái thư mời bảo lãnh thì cái tờ đầu tiên này các bạn bắt đầu phải in ra nhé, tại vì nó gắn kèm với cái file này. Đây này Kaki Sano đấy, nó bắt buộc các bạn phải đi in cùng nhé, không in là không được đâu nhé. Thì cái đầu tiên của cái giấy mời này là các bạn, cái chỗ này các bạn là điền là Bartolomeu. Nếu mà các bạn nộp vào đại sứ quán hoặc là ấy, thì các bạn nếu ở Hà Nội thì các bạn nộp đại sứ quán. Ê, không phải đại sứ quán thì là chỗ mà lãnh sứ quán thì các bạn nộp ở dưới thôi, ở dưới. Thế tiếp theo là cái ngày nhé, ngày tháng các bạn nộp hồ sơ. Ví dụ mình đây tháng 9 ngày 28 gì đấy. Thế tiếp theo nữa là cái chỗ địa chỉ của cái người bảo lãnh nhé, là người bên Nhật đấy bảo lãnh. Thế đây là dư sổ thì các bạn là nhập cái như bên kêu cự nhé, nhập số vào đây. Thế địa chỉ của cái người bảo lãnh đấy ở bên Nhật đấy. Đây, địa chỉ các bạn ghi tiếng kanji vào đây nhé, ghi tiếng kanji vào đây càng tốt, hoặc nếu không thì ghi emoji cũng được thì các bạn. Thế tiếp theo là người bảo lãnh, cái tên của người bảo lãnh thì các bạn ghi là Nguyễn Văn ABC gì đấy. Số điện thoại vào đây nhé, nhập đầy đủ số điện thoại vào đúng dưới. Cái dòng dưới cùng này thì dòng này các bạn không cần ghi nhé, đây là đoàn thể, tức là nghĩa là phải đi nhiều người ấy. Cái này thường như là bỏ qua nhé. Cái đây là phân tích này là chính là cái tờ giấy ở cái dòng ô đầu tiên đấy, cái giấy đầu tiên đấy, số 1 đấy. Đây là một các bạn nhớ ý cho mình đủ nhá. Cái visa của cái người xin C ấy, thì là tức là bố mẹ anh chị cô chú bác ở Việt Nam mình muốn cần bỏ lãnh. Thì cái Tokyo City này các bạn ghi là Bartolomeu, rồi thì Sokugyo này là các bạn làm ruộng hay là nhân viên công ty hay gì đấy thì các bạn điền vào đây cho mình. Ở đây và tên của cái người mình cần bảo lãnh là Nguyễn Thị gì đấy, hoặc là cô chú gì chú bác ở Việt Nam. Thế nam hoặc nữ thì đây là nam thì bạn tích vào nam, hoặc nữ tích vào nữ, và số người đi cùng. Thế nếu mà có hai người đi cùng thì các bạn tích là 2, nếu không có người đi cùng thì các bạn tích là 0 cho mình nhá. Và tiếp theo là ngày tháng năm sinh thì các bạn cứ ghi cho mình là 19 bao nhiêu đấy, và tháng ngày và tính là số tuổi nhá, ghi vào đây cho mình đầy đủ cho mình. Tiếp theo ở đây là cái lý do mời thì nói chung là nhiều lắm, sang du lịch hay thăm gia đình như gì đấy. Thì mình đây là do vợ mình sinh đôi nên là watashi no kanai wa futago ga undabakari, thì do là vợ mình sinh đôi nên là mình có nghĩa là để mà chăm sóc con cả, giúp đỡ chăm sóc vợ với con mình ấy, thì mẹ mình sang Nhật. Thế đó thì mình các bạn ghi lý do, các bạn có thể ra lên Google dịch xong rồi viết tiếng Việt ra, rồi xong là các bạn dịch xong rồi bạn ép cả vào đây cho mình chuẩn chắc. Thế đây là lý do mời. Thế cái đây sang đây là cái chỗ mà cũng bục như thế, nó cũng giống như nhau thôi. Thế sang Nhật thì ai đi sang cùng gì đấy, thì nói chung là lý do là cũng như thế. Thì các mình ghi là để vì con của mình ấy sinh đôi nên là một mình vợ mình không thể dạy được, nó rất chia vất vả, nên là mẹ mình sang Nhật thì là giúp đỡ đấy, cùng sang Nhật giúp đỡ vợ mình. Thế mối quan hệ, cái thứ ba là mối quan hệ này thì là các bạn mẹ mình thì mình ghi mẹ mình, hoặc là cô chú gì đấy các bạn điền vào đấy, vào vụ dịch trả phát ra luôn, điền vào đây. Thế tiếp theo nữa, đây sẽ bảo lãnh cái hosoli, cái hosoli này là người bảo lãnh này, thông tin người bảo lãnh này. Thế các bạn ở phần đầu vẫn ghi là Bartolomeu, rồi đại sứ quán, ngày tháng năm của cái ngày mình nộp hồ sơ,
Thế tiếp theo là cái người cần bảo lãnh là người ở Việt Nam ấy, cô gì chú bác. Thì các bạn ghi là bên cô sĩ các bạn ghi là bên tôi 50 nghiệp làm ruộng hay làm gì đấy, hay là nhân viên hay giám đốc có gì các bạn ghi vào đây. Rồi tên của người cần bảo lãnh là Nguyễn Thị ABC đấy. Rồi các bạn như trên các bạn ghi là ngày tháng năm, xong rồi tháng rồi ngày và số tuổi, nam hoặc nữ điền vào đây, số người đi cùng, không đi cùng thì không. Những cái giấy tờ ở đây thì là, nhưng mà nếu mà các bạn là người Việt Nam thì đây là người Việt Nam nhé. Nếu mà chứng minh tài chính thì các bạn quanh số 1, các bạn có giấy cái giấy mà giấy chứng minh tài chính ấy. Đấy. Các thứ các bạn điền vào. Đây là mục 1 3 thì nếu không có thì thôi. Thì các bạn ghi là người cần bảo lãnh, người bảo lãnh đây. Người bảo lãnh các bạn ghi là cũng là ghi rồi các bạn ghi như bên kia vào đây. Cái địa chỉ rồi thì nghề nghiệp, tên tuổi, ngày tháng năm sinh, số tuổi, rồi số điện thoại. Cái này là mình phát cái mình ghi vào đây nên là hạt đây là mẫu thì tờ mẫu không sợ. Sợ YouTube nó khóa cái của mình. Thế mối quan hệ với cái người bảo lãnh trên thì là mẹ của mình thì ghi mẹ nhé. Đấy, tiếp theo thì là lịch trình nhé. Lịch trình cái tờ này thứ ba là lịch trình. Lịch trình mà các bạn nên ghi chi tiết cho mình tí nhé. Đầu tiên trên là các bạn ghi ngày tháng, rồi thì ghi người mình cần bảo lãnh và số vâng số người đi cùng, một không người không người nào thì chỉ một mình mẹ mình thôi, thì mình ghi là mình. Thế mình đi ngày nào thì các bạn xuất phát điểm từ Hà Nội Việt Nam đi ngày nào thì các bạn ghi vào đây, bên tôi 50 Nội Bài. Đấy, cô cứ sai cứ cô nghĩa là mình thì số hiệu máy bay là đi bay nào bay nào. Đến đâu thì sau khi mà đến Nhật thì ở nhà mình thì các bạn ghi là địa chỉ đến nào là tên của các bạn và số điện thoại rồi địa chỉ của nhà mình thì vào đấy. Rồi từ ngày này đến ngày này thì các bạn nói sơ qua xem là ở nhà thì ba làm gì, hay là cô bà chú bác ở nhà làm gì, xong để liên hệ với mình, số điện thoại liên hệ vẫn là mình và số tại chỗ nhà mình ở. Thế nếu mà đi chơi đâu đấy thì các bạn ghi địa chỉ, ghi chỗ mà lý do đi chơi, xong rồi thì vẫn là cái chỗ dân cư là chỗ liên lạc vẫn là mình hết, nói chung là vẫn là mình. Hai là chỗ địa chỉ ở khách sạn là mình muốn ở nghỉ ở đấy để mình chơi ở khách sạn đấy, chơi ở khu vực quanh đấy, ghi địa chỉ vào đấy. Rồi tiếp theo thì từ những ngày này các bạn đi đâu thì các bạn đều ghi chơi cho mình. Ở đây mình có mẫu sẵn rồi, các bạn có thể download file về và sửa thôi. Đấy, đây là tổng hợp của cái giấy gồm 3 tờ nhá, 3 tờ đấy. Đấy. Đấy, thư mời, bảo lãnh và lịch trình. Đấy. Đấy, xong nhớ là in phát ra luôn 3 tờ nhá. Đấy, các bạn nói chung là không có gì cả. Đấy. Thì các bạn download về các bạn viết. Thứ nhất, cái thứ hai, cái nữa là cái này xong rồi thì các bạn sang bản tiếng Anh. Cái này thì cũng rất nhiều người không hiểu nên mình sẽ dẫn chi tiết các bạn nhé. Cái chỗ này là tên họ đệm nhé, tên đệm nhé, các bạn ghi là tên là Nguyễn gì đấy, B Thị ABC đấy. Tiếp theo cái mục này các bạn không ghi gì cả, lôm la tiếng Nhật anh không giỏi nhưng mà các bạn nói lôm la chỗ này mình không cần tên đệm gì cả, tên gì cả, tên khác. Tiếp theo là ngày tháng năm sinh của cái người cần bảo lãnh là bố mẹ anh chị chú bác, địa chỉ, rồi thì giới tính nam nữ đấy, thì kết hôn rồi đấy. Thế cái này các bạn điền là Việt Nam cho mình nhá, quốc tịch Việt Nam vào đấy nhá. Chỗ này thì các bạn để lâu đi không cần thiết, cũng nghĩa là ngoài quốc tịch Việt Nam quốc tịch lựa không, mình thường Việt Nam mình là không có, nhưng mà một số bạn này có hai quốc tịch gì đấy thì các bạn điền vào đây. Cái nữa là cái số chứng minh thư nhá, chỗ này là số chứng minh thư nhá, các bạn lên số chứng minh thư cho mình nhá. Chứng minh thư rồi đây là cái số này là số hộ chiếu, số hộ chiếu, số nơi cấp hộ chiếu đấy. Rồi thì là ngày cấp hộ chiếu, chỗ này là ngày cấp hộ chiếu nhá, chỗ này là ngày hạ hộ chiếu đấy. Đây là cái chỗ này là lý do đấy, cái nghề nghiệp. Thì đây cái hai là lý do sang Nhật thăm gì. Xong các bạn đây chỗ này là mục này là mục sang Nhật bao lâu, mình sang mẹ mình sang 3 tháng thì mình ghi 90 ngày.
thì bắt đầu từ ngày nào, bắt đầu phát nhật từ ngày này. Đấy, thì sân bay nào, đây là khu vực của chỗ sân bay nhé, xuống sân bay Narita hoặc là Osaka hoặc Kokusai Kuko gì gì đấy, thì số hiệu máy bay Vietjet, mình đi chữ Vietjet đó. Đây là chỗ khu vực này là khu vực mình điền của người bảo lãnh nhé, mình điền là Nguyễn Văn, bạn nào đấy ở Nhật thì bạn là Nguyễn Văn ABC, số điện thoại rồi thì địa chỉ, rồi thì là cái này khu vực này là các bạn ghi là ngày cái, từ ngày đến ngày sang nhé, là 90 ngày thì vào đây. Mình chỗ này một khi là thôn xã của mình vào, rồi số điện thoại đấy, xong rồi địa chỉ email các bạn ghi vào đây. Ở dưới này thì nó thực ra nó chỉ nghĩ lại thôi, không có gì cả, các bạn lâu lâu cho mình hết cái nghề nghiệp của cái người ở mình để bọn cần bảo lãnh ở Việt Nam ấy, là bố mẹ ông bà ấy, nghề nghiệp làm ruộng gì đấy, nhưng mà mình không ghi gì đâu, lâu lâu chờ giải giải đấy giải. Cái mục này các bạn không cần ghi gì cả nhé. Nó bên chỗ mục này là khu vực chỗ người bảo lãnh này ở Nhật này, thì các bạn ghi lại một tí ABC, xong số điện thoại, địa chỉ ở Nhật, ngày tháng năm sinh, rồi thì nam này, nữ này. Đấy, thì quan hệ với cái người bảo lãnh là cháu hoặc là em hoặc là con, thì mình ghi là con đấy. Thế đây là engineer là kỹ sư ấy. Nếu mình làm ở mình là engineer làm công ty kỹ sư ở công ty, thì mình ghi vào đây mình làm nghề gì, thì mình học sinh hay gì đấy các bạn ghi vào đây. Quốc tịch ở đâu, Việt Nam. Tiếp theo phần này thì các bạn ghi lốt nữa này. Vẫn là người bảo lãnh, Nguyễn Văn ABC, số điện thoại, số địa chỉ, ngày tháng năm sinh, rồi thì là giới tính nam nữ. Cái mục lề giống ở trên thì mình cứ ghi là giống mình đây, hạt ba mục lề trên giống nhau hết thì mình ghi ở giống nhau hết thì ghi ở như mình. Xong thì tiếp theo là mấy mục này các bạn đừng tích SS là không sao ở đâu, những cái phạm tội các thứ rồi thì là mang ma túy thứ gì đấy các bạn đừng có tích vào nhá. Các bạn tích lâu hết cho mình, xong rồi dưới cùng các bạn ghi cái ngày nộp nhá. Đấy, thế là xong. Nên là mình đã giới thiệu xong cái những cái giấy tờ cần thiết để đón bố mẹ anh chị em visa thăm thân sang Nhật chơi. Thế chúc các bạn thành công nhé, đón ông bà bố mẹ sang chơi. Đây mình cũng nói qua cái đây lấy bảo lãnh bà nội đây. Đây các bạn lấy xác nhận công việc này, đó, cũng phải có dấu má để chỉ công ty thứ scan ra hết nhé. Đó. Đó. Còn cái chỗ mà số dư tài khoản ngân hàng nhé, chỉ qua thôi chứ mình không nói nhiều quá đây này. Các bạn phải lấy số tiền này tầm 50 man trở lên này, đó. Nếu không là không được đâu. Đó. Chúc các bạn thành công nhé. Thế đấy thì qua video này thì mình muốn gửi gắm các bạn là làm một tục giấy tờ. Thế để mà các file load thì mình đã để sẵn đây rồi. Các bạn đánh là toàn Japan. Các bạn đánh toàn Japan đây. Đấy, toàn japan.com thì nó sẽ ra cái trang web của mình. Đây là mình trang web này mình chỉ làm phục vụ cho anh em Việt Nam thôi. Download những cái tài liệu thì là những cái giấy tờ liên quan đến bảo lãnh rồi visa thăm thân rồi kết hôn rồi các loại các kiểu là điều hướng dẫn xin visa bị chú này, thì câu hỏi gặp đấy mình làm hết này đấy. Đây là visa thăm thân này mới nhất năm 2023 này. Trong này mình đã làm sẵn rồi thì các bạn có thể vào đây download nhé. Đó, các bạn vào đây download về thì trong này có mình giải thích hết các kỹ càng cũng nói qua thì đây là hướng dẫn cách viết file đấy. Rồi thì các mục như nào download đây đó. Đây cũng như này, các bạn là lịch trình các thứ mình ghi sẵn đây hết rồi, các bạn có thể tự làm nhé. Phần download ấn vào đây là tự download được nhé, ấn vào đây cái là download được, là nó chuyển sang cái file link down. Rồi các bạn tích vào đây. Đó. Tích vào đây xong rồi.